Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng. What the fuck? Quen mồm. Ok. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với đồ chơi công nghệ. Mà các bạn thắc mắc đồ chơi công nghệ gì trên các bạn này đúng không? Đấy, tiêu đề video mình cũng đã nói rồi đấy. Đây là hơn 100.000 xứng đáng nhất và ai cũng phải có một cái. Mình dùng từ là phải có cơ các bạn. Đặc biệt đối với những bạn đang sử dụng laptop là cái này là không thể thiếu được. Tại vì cái công dụng mà nó mang lại nhá, nó vừa giúp cho cái máy nó tản nhiệt tốt hơn, nó giúp cho các bạn có tư thế sử dụng đa hơn, mà nó còn làm đẹp cái góc của các bạn hơn nữa cơ. Đây các bạn nhìn thấy không? Một cái laptop bên cạnh một cái màn hình chuột bàn phím không dây thì cái không cần bàn đến quá nhiều. Mà nhân vật chính sẽ là một cái đế đỡ laptop ở đây. Ta-da! Đây này. Đấy không? Các bạn thấy cái phần đế mình đang dựng cái laptop lên không? Trời ơi! Cái này này, mua có hơn 100.000 thôi mà cái giá trị mà nó mang lại thực sự rất là tuyệt vời. Cái điều đầu tiên là các bạn thấy không? Mình thay vì cái việc đấy nhá, đấy, mình để luôn cho các bạn xem. Thay vì cái việc mình để một cái laptop bên dưới bàn, bên cạnh một cái màn hình như này, nhìn có phèn chua không? Phèn vãi, xấu vãi đạn rồi bây giờ nhá. Ok, có cái giá đỡ. Đấy. Đấy. Các bạn thấy không? Mẹ quả laptop được nâng lên một tí. Nhìn nó kiểu tông xua tông với cả cái màn hình hơn rất là nhiều. Đấy. Thế nên hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn cái giá đỡ laptop này của mình. Mình không biết gọi nó là cái gì, khay đỡ, giá đỡ hay là bất cứ một cái gì đấy, mình không rõ. Nhưng mà cái mức giá của cái này chỉ có khoảng 120.000 thôi. Nghe đâu nhiều anh em mà săn sale như Shopee, Lazada gì đó có khi mua chỉ 100.000. Mà chúng ta cũng có rất nhiều loại khác nhau, có những loại đến cả triệu bạc, vài triệu cũng có. Ví dụ như mình cũng đang có một cái giá đỡ của Redesign nó lên tới 1.500.000 cơ. Nhưng mà cái này hồi mình mua lúc trước thì có 150.000. Đó. Nhưng mà cái công dụng của nó mang lại rất là tuyệt vời mà. Ok, để mình nói một cách cụ thể hơn nhá. Cái điều đầu tiên thì các bạn để thấy một điều đấy là cái này thì nó được làm bằng nhôm. Nhưng mà mình cũng không biết nó là cái nhôm gì. Cảm giác như là nhôm tái chế, là nhôm này gọi là nhôm gì? Không biết, nói chung nó vẫn là kim loại. Nhưng mà nhôm thì cũng có nhôm rít, nhôm rát, thì cái này thì không phải là CNC. Nên là nhìn nó sẽ hơi đều một tí xíu. Nhưng mà cái này là mình để ở bên dưới cái laptop mà, đâu có ai quan tâm đâu. Và nhiều khi cố định một chỗ như thế thì xịn quá thì cũng chỉ để đó thôi. Thì mình có bao tiền thì mình xài bấy nhiêu. Ok, thì đây các bạn để thấy là nó sẽ có những cái phần khớp. Đây nha, có những cái phần lỗ này. Và cái này là phần giá đỡ này. Đó, mình sẽ để cho các bạn xuống xem nha. Thì mình sẽ có rất nhiều những cái mức để thay đổi độ cao. Ví dụ như là mức thấp nhất này. Đó, là để nó thấp kiểu như vậy. Và đặt laptop lên thì các bạn sẽ để thấy một điều là tầm như thế này. Tức là cái độ dốc nó sẽ không cao. Nhưng mình cũng có thể kéo nó lên cái mức rất là cao kiểu như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Lúc này thì cái laptop nó sẽ dựng lên rất là cao và các bạn sẽ có thể để nó được cái tư thế như thế này. Ui, cảm giác chất vãi. Ui, căng thẳng quá nhờ. Mình thì mình không bao giờ mình dùng cái tư thế như này các bạn, tại vì nó dựng lên cao quá. Mình thì mình hay sử dụng ở cái mức tầm như này thôi. Mức 2 này này. Đó, thì nó vừa tầm. Thì ở cái mức này, cái điều đầu tiên là các bạn sẽ có thể thấy một điều. Ví dụ mình đặt cái laptop lên nhá. Đó, nó sẽ nâng cái laptop của mình lên một khoảng rất là rộng. Và các bạn cũng biết là phần lớn những cái mẫu laptop bây giờ á, nó sẽ có một cái khe hút gió ở phía bên dưới này. Đấy. Và khi mà chúng ta nâng được lên như thế á, thì cái khe hút gió này có thể hút gió được một cách hiệu quả hơn và nó sẽ làm mát cho cái hệ thống tản nhiệt bên trong một cách tốt hơn. Đây là cái điểm cộng đầu tiên. Thậm chí các bạn đặt những cái chiếc MacBook lên đây á, thì các bạn cũng hiểu là bên dưới cho dù là nó không có bất cứ một khe nào, thế nhưng mà chúng ta có một cái khoảng cách để tạo với phần mặt bàn á, thì cái phần đó cũng sẽ được tản nhiệt một cách thụ động, một cách tốt hơn. Nói cho dễ hiểu là khi mà chúng ta không đặt sát dưới mặt bàn như này này đấy, thì cái hiệu quả tản nhiệt của những cái laptop kiểu như thế nó cũng sẽ trở nên tốt hơn. Và đương nhiên đấy là cái công dụng mà mình nghĩ rằng nó quá tuyệt vời để giúp các bạn có thể sử dụng những cái mẫu laptop một cách bền bỉ hơn, ổn định về lâu về dài hơn. Đúng chưa? Rồi, thậm chí nếu như các bạn mà sử dụng những cái mẫu ví dụ như là iPad hay là tablet các thứ gì đó mà các bạn muốn sử dụng cái này để làm giá đỡ cũng đều ok hết luôn. Ví dụ nha, đợi một chút mình đi lấy cái iPad Pro của mình. Mang iPad ra đây luôn cho các bạn xem. Đấy, ví dụ như này, mình đặt iPad ra phía trước màn hình như vậy. Có cái kệ đỡ màn hình như này các bạn thấy chưa? Tiện lợi chưa?
mình thích thì mình cũng có thể đặt lên trên cho nó sát với cả cái màn hình của mình luôn. Cái này kìa Phạm. Đó, mình thích thì mình có thể đặt sát trên màn hình như này luôn. Ui, đẹp liền, ưng liền đúng không? Thực tế mà nói, khi mà các bạn có một cái phần giá đỡ mà nó có thể linh hoạt được thay đổi cái độ cao như thế này thì nó sẽ giúp các bạn có thể làm được rất nhiều việc khác nhau. Chúng ta có thể đặt được rất nhiều thiết bị lên đây và nó vẫn có thể giúp các bạn có rất nhiều những cái trải nghiệm khác. Ví dụ như thế này. À, thế là cái iPad của mình nó lại dựng thêm một tí nữa. Đấy, không nhất thiết thì chơi lầy hơn, dựng hẳn lên. Đó. Ngon chưa? Ngon chưa? Lại bảo không ngon đi. Và khi như thế này các bạn có những cái bút, chúng ta có thể nốt lên đây. Quá ngon luôn. Đấy. Chỉ có hơn 100.000 mà các bạn thấy nó có rất nhiều công dụng như thế thì nó có xứng đáng hay là không? Ok, bây giờ mình nói về một vài những cái yếu tố khác đi. Thì các bạn để ý thấy một điều là đây mình sẽ có những cái lớp, cái này gọi là lớp cao su hay là lớp gì đó mềm mềm, để khi các bạn đặt những cái thiết bị ví dụ như là tablet lên á, thì chúng ta có những cái phần đỡ ở đây này. Đấy, mềm mềm này này, thì nó sẽ không lo bị xước cái laptop hay là cái tablet của bạn. Hay nhìn thì nó to đúng không, nhưng mà lúc mà không cần dùng đến thì các bạn có thể thấy này, mình có thể gập lại. Nhỏ chưa? Gọn chưa? Đặt cạnh so sánh với một cái này, bàn phím này, đặt cạnh cho con chuột này, nhỏ xíu à, trời ơi, nó gọn cực kỳ luôn. Đương nhiên thì mỗi người sẽ có một cái gọi là trải nghiệm khác nhau và những cái lựa chọn khác nhau. Thế nên là cái loại này là cái loại mình thấy nó cũng phổ biến nhất rồi. Đương nhiên nó vẫn sẽ có những cái điểm yếu. Ví dụ như là các bạn thấy lòng lèo này. Đó, thấy không? Hay là ví dụ như cái này mà đặt vào mặt bàn như này này thì đôi khi á, các bạn thấy không, nó vẫn bị cập kênh. Đấy, tức là cái độ cân bằng của nó và cái độ tỉ mỉ về mặt chi tiết á, là nó vẫn chưa thể nào xịn được giống như những con đắt tiền. Nhưng mà ở đấy chỉnh lại được một tí đỡ hơn rồi. Nhưng mà các bạn bảo có hơn 100.000 thì làm sao mà đòi xịn được như mấy cái đồ tiền triệu. Nhưng mà thế này thì nó đã là quá ngon rồi, đúng không? Trời ơi, nói chung là mình có một cái này. À, trong văn phòng mình thì cũng có một đứa cũng mua một cái yệt như thế này. Và mình thì hôm vừa rồi cũng mới được tặng một cái Rain Design tới hơn triệu rưỡi lận. Nhưng mà cái mức độ linh hoạt của cái Rain Design kia là nó thua đứt đuôi cái con này luôn. Tại vì cái kiểu thiết kế nó khác. Nên là các bạn có thể cân đối. Nói chung là hơn 100.000. Mua đi. Nghĩ ngợi nhiều làm gì. Nó sẽ giúp cho trải nghiệm của các bạn với những cái laptop này, với tablet này, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đấy. Đẹp như thế này, tiện như thế này, nghĩ gì nữa. Thế nhá. Bye.